triệu đồng để mua cây khế bé tẹo, chủ nhân vẫn kiên quyết từ chối. Cây khế cổ này là của một nhà vườn ở Văn Giang, Hưng Yên. Chủ nhân của cây cho biết cây được mua tại Tiền Giang cách đây vài năm về trước. Được một người bạn giới thiệu, ông đã biết đến mà mua. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, ông đã vô cùng thích thú. Cây khế này có tuổi đời hàng trăm năm, cây vẫn còn nguyên bản từ khi mua về. Chủ nhân của cây khế này cho biết đây là giống khế ngọt. Tuy cây có kích thước nhỏ, cành rất ít, nhưng cây ra rất sai quả. Có đợt, cây ra gần 20 quả. Cây ra quả tự nhiên, nhà vườn không hề sử dụng bất kỳ một loại thuốc hay mèo gì để ép ra quả. Vì vậy, cây mang ý nghĩa là tích tụ phát lộc. Những quả khế tượng trưng cho lộc, còn gốc to và phình ra như thể hiện cho sự tích tụ lộc. Cây khế này cao chừng 80 cm, tán vào cành rất ít. Vì kích thước nhỏ, quả rất sai nên nhiều người chơi cây cảnh rất thích thú. Mỗi lần đem đi triển lãm sinh vật cảnh, cây đều được khách tham quan chụp ảnh lưu giữ lại. Không ít người còn liên hệ và đến tận vườn với mong muốn được sở hữu tác phẩm độc đáo này. Một số người còn trả giá hàng trăm triệu đồng để sở hữu cây khế cổ này. Tuy nhiên, ông chưa muốn bán. Vì yêu cây, không nỡ rời xa, nên tôi chưa muốn bán cho bất cứ ai, chủ nhân của cây khế cho hay. Trong giới chơi cây cảnh, nhiều người đánh giá đây là một tác phẩm độc đáo, có 102 ở nước ta. Vì thông thường, cây khế có tuổi đời cao như vậy, chúng sẽ có gốc rất to, đồ sộ. Hiếm gặp cây nào hàng trăm năm tuổi mà là nhỏ, gọn và sai quả như vậy.